Phương pháp trị mụn tại nhà bằng lá me đất. Xin chào, mình là admin của kênh Làm Đẹp Tại Nhà. Rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, mụn là một trong những kẻ thù đáng ghét nhất của sắc đẹp và nó mang lại vô số phiền toái. Cùng với đó là những thắc mắc chung và băn khoăn mà chỉ những ai bị mụn mới hiểu được. Việc khắc phục điều trị mụn không phải là một điều đơn giản mà rất cần có sự kiên trì và cố gắng của người bị. Tuy nhiên, nhiều người đã áp dụng nhiều cách mà không sao cải thiện được tình trạng da mụn của mình. Nếu bạn không may sở hữu một làn da dễ bị nổi mụn, phải chiến đấu trường kỳ với mụn, hay bạn đang băn khoăn lo lắng làm thế nào để có thể trị mụn hiệu quả và triệt để nhất để mụn không còn là nỗi ám ảnh, thì bạn hãy đừng lo lắng nữa nhé. Thay vào đó, bạn hãy cùng đồng hành cùng kênh Làm Đẹp Tại Nhà. Tại đây, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn phương pháp trị mụn rất đơn giản và hiệu quả từ các nguyên liệu thiên nhiên rất dễ kiếm và rất tiết kiệm chi phí. Dưới đây, kênh Làm Đẹp Tại Nhà sẽ chia sẻ cho các bạn phương pháp trị mụn từ lá me đất rất đơn giản mà hiệu quả điều trị lại khá hài lòng. Mời các bạn cùng theo dõi. Để thực hiện phương pháp trị mụn này, các bạn hãy chuẩn bị cho mình nguyên liệu chính là lá me đất. Đây chính là hình ảnh của lá me đất đấy các bạn ạ. Lá me đất hay còn gọi là lá ba chìa là loại cây thân thảo có thể sống lâu năm, cây mọc bò sát đất với thân mảnh, lá chét mỏng hình tim và có cuống lá dài. Cây me đất có tính mát và vị chua, có tác dụng tiêu viêm, kháng sinh và giải nhiệt, nên được dùng để điều trị mụn, nhất là những nốt mụn mọc lớn, viêm sưng khiến bạn đau nhức khó chịu. Để thực hiện được phương pháp trị mụn bằng lá me đất này, ngoài nguyên liệu chính là lá me đất thì các bạn hãy chuẩn bị thêm cho mình một số dụng cụ như bát, thìa, cối chày và một cái kéo nữa nhé. Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ như trên, cách chúng ta thực hiện thì rất đơn giản và nhanh thôi. Đầu tiên, với nắm lá me đất này, các bạn hãy đem đi sơ chế và rửa thật sạch, sau đó ngâm với nước muối loãng trong khoảng 5 đến 10 phút để loại bỏ hết tạp chất. Tiếp đến, các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái cối và một cái kéo. Đây là nắm lá me đất mình đã sơ chế và ngâm sạch. Giờ mình sẽ dùng kéo để cắt lá me đất cho vào cối. Ở phương pháp này, chúng ta sẽ sử dụng được cả phần lá và thân của lá me đất. Lượng lá me đất chúng ta cần sẽ phụ thuộc vào diện tích làn da bị mụn của chúng ta nhiều hay ít. Vậy là mình đã cắt nhỏ được lá me đất. Tiếp đến, các bạn hãy dùng chày giã nhỏ lá me đất. Ở thao tác này, để tiết kiệm thời gian, nếu gia đình bạn nào có máy xay sinh tố, chúng ta có thể sử dụng máy xay sinh tố cũng được. Vậy là mình đã giã nhuyễn được lá me đất. Để tiện cho các bạn quan sát, mình sẽ đổ phần lá me đất vừa giã nhuyễn này ra một cái bát. Bát lá me đất vừa giã nhuyễn này cũng chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần ở trong phương pháp trị mụn này đấy các bạn ạ. Với bát lá me đất đã được giã nhuyễn này, cách để chúng ta sử dụng nó như sau. Đầu tiên, các bạn hãy vệ sinh sạch sẽ vùng da mụn của chúng ta bằng nước ấm để dễ dàng loại bỏ bụi bẩn và chất nhờn trên da. Sau đó, các bạn dùng khăn bông thấm khô da rồi đắp lá me đất chúng ta vừa giã nhuyễn lên da. Các bạn hãy lưu lại lá me trên da trong khoảng 15 phút. Hết khoảng thời gian 15 phút đó, bạn rửa lại mặt thật sạch bằng nước mát là xong. Bạn hãy đắp ngày một lần vào buổi tối, liên tục trong 4 ngày, bạn sẽ thấy mụn xẹp xuống, vết thâm mụn cũng mờ đi, da sáng và mịn màng hơn rất nhiều. Thật không ngờ được là loại lá cây dân dã này lại có khả năng trị mụn nhanh chóng như vậy phải không các bạn? Hãy áp dụng để có thể trải nghiệm được những tác dụng trị mụn tuyệt vời của phương pháp này. Chúc các bạn thành công và sớm nói lời tạm biệt với các vị khách không mời mà xuất hiện trên da của chúng ta. Các bạn thân mến, vừa rồi kênh Làm Đẹp Tại Nhà đã chia sẻ cho các bạn phương pháp trị mụn từ lá me rất đơn giản và hiệu quả. Hy vọng rằng những chia sẻ trên của tôi sẽ hữu ích cho các bạn trong công cuộc trị mụn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi ngày hôm nay. Nếu thấy hay và hữu ích, các bạn hãy vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên comment trải nghiệm của mình ở phía dưới video nhé. Cuối cùng, xin kính chúc các bạn một sức khỏe dồi dào và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.